Đây là những con giáp gặp đại họa trong tháng 8 âm lịch, vận xui bủa vây, đen không để đâu cho hết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên xin được kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, vào cái tháng 8 âm lịch, những con giáp mà thuộc tuổi dưới đây thì quý vị cũng nên đề phòng, cảnh giác với những người bạn hai mặt xung quanh. Bởi có thể họ sẽ thêu dệt, đặt điều, tạo nên những cái câu chuyện không có thật về các bạn, nhằm mục đích để hạ bệ danh dự của các bạn. Ở nơi công sở, các bạn cũng cần phải đề phòng những người đồng nghiệp xấu tính, có thể đó chính là những kẻ tiểu nhân ngáng đường cản lối, xuất hiện để cản trở con đường công danh sự nghiệp của các bạn. Vận xui thì cứ liên tục đeo bám, tiền bạc thì cứ không cánh mà bay. Và ở nơi ăn chốn ở thì các bạn cũng cần phải phòng tránh buôn chuyện với những người hàng xóm hay là đưa chuyện, đặt điều, bởi cái họa từ miệng mà ra, ai biết được là đằng sau lưng họ sẽ nói về các bạn như thế nào. Và những con giáp có tên trong chương trình ngày hôm nay, các bạn hãy kiểm chứng những cái điều này quý vị nhé. Thưa quý vị, con giáp xui xẻo đầu tiên đó chính là những người tuổi Mão. Với những người tuổi Mão trong cái tháng 8 lịch thì đầy rẫy khó khăn, quý vị cần phải cố gắng hết sức do gặp cục diện là Mão Dậu tương xung. Chúng ta biết cái tháng 8 lịch nó là tháng Quý Dậu, và trong cái tháng 8 lịch thì chúng ta gặp cục diện là Mão Dậu tương xung. Vậy nên nó sẽ đem đến nhiều cái tác động không mong muốn trên phương diện sự nghiệp của những người tuổi Mão. Trong cái tháng 8 âm lịch này thì các bạn phải đương đầu với nhiều khó khăn, bất chắc. Vậy nên những người tuổi Mão cần phải cố gắng hết sức mới có thể là vượt qua được. Bên cạnh đó, trong tập thể thì các bạn là những người có đầu óc nhanh nhẹn nhưng lại cứng đầu cứng cổ, thích làm mọi thứ theo ý của mình. Chính cái điều này nó khiến cho các bạn thường trở thành cái nguyên nhân gây mâu thuẫn với mọi người. Khi mà các thành viên trong nhóm không hòa hợp với nhau thì khó có thể hợp tác cùng hoàn thành công việc được. Lời khuyên dành cho những người tuổi Mão trong thời gian này là chớ nên ngạo mạn hay là coi mình là nhất, coi mình là trung tâm mà coi thường mọi người xung quanh. Có thể mọi người sẽ có cái góc độ nhìn nhận khác. Quý vị hãy thử lắng nghe, biết đâu các bạn cũng sẽ có thể thay đổi cái quan điểm của mình. Nếu mà phải điều chuyển công tác, điều chuyển vị trí chức vụ trong thời gian này thì các bạn cũng đừng suy nghĩ quá nhiều hay là suy nghĩ tiêu cực, bất an quá độ nhé. Quý vị hãy tin tưởng vào khả năng của mình và tiến hành mọi việc từ từ, đừng làm rối tung mọi việc lên. Để rồi dần dần các bạn sẽ phải làm quen được với cái thói quen công việc mới thôi. Bên cạnh đó cũng có một vài cái cát tinh nó xuất hiện trong thời gian này. Nó cũng là cái dấu hiệu cho thấy là các bạn chỉ cần tập trung nghiêm túc vào công việc và cố gắng hết mình không ngừng nghỉ. Đồng thời không ngại nghe lời góp ý của mọi người xung quanh thì sẽ rất dễ lọt vào mắt xanh của quý nhân. Quý nhân cũng sẽ xuất hiện trong thời gian này, đem đến cho quý vị những cái cơ hội quý giá và cái sự trợ giúp đắc lực khi mà quý vị chịu khó kiên trì vượt qua những khó khăn. Chỉ là các bạn có biết nắm bắt lấy cái cơ hội đấy không mà thôi. Bên cạnh cái tình hình công việc nó khó khăn, nó trở ngại, nó cũng ảnh hưởng đến cái nguồn thu của những người tuổi Mão trong tháng 8 âm lịch. Túi tiền không dư giả nên các bạn làm gì cũng cần phải suy nghĩ thận trọng, không thể gì thoáng tay như chết được nữa. Bên cạnh đó, cái cục diện tương xung nó cũng khiến cho những người làm kinh doanh buôn bán thường dễ gặp những cái mâu thuẫn với khách hàng, với đối tác. Khi mà có ai đó góp ý cho các bạn về vấn đề gì thì tốt nhất là các bạn cần khiêm tốn lắng nghe, không được gây gổ với đối phương. Vì những cái hành động này vừa không giúp được gì cho các bạn, lại vừa khiến cho cái hình ảnh cá nhân của các bạn gây dựng bấy lâu nay nó bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Với những người làm công ăn lương thì tốt nhất các bạn nên tập trung vào cái nhiệm vụ của bản thân, hạn chế tranh cãi. Nếu mà thấy mình sai ở đâu thì nên chủ động nhận lỗi để sửa chữa. Chớ nên kiêu ngạo tìm cách trốn tránh cái lỗi lầm của mình, như vậy sẽ không thể nào mà tiến bộ được. Thêm nữa, cái hung tinh đại hao trong thời gian này nó cũng khuyên các bạn nên giữ chặt tiền trong tay, không nên đầu tư kinh doanh vào những lĩnh vực hứa hẹn đem lại cái khoản lợi nhuận quá cao. Nếu mà quá tham lam, các bạn sẽ dễ bị mở mắt mà không nhận ra mình đang có những cái nguy cơ tiềm ẩn bên cạnh. Thêm nữa, cái hung tinh hữu bật nó xuất hiện trong thời gian này nó cũng khuyên các bạn nên làm ăn chân chính, tạo lòng tin với khách hàng, và dần dần các bạn cũng sẽ khẳng định được vị thế của bản thân mình. Các bạn không cần phải quá vội vàng trong công việc làm giàu của mình. Chậm một chút nhưng mà an toàn và chắc chắn thì là được đó. Thưa quý vị, tháng 8 âm lịch là một cái tháng mà gặp rất nhiều cái khó khăn trong công việc, công danh sự nghiệp cũng như là tiền bạc. Nhưng một cái
Điều nữa mà cũng không tốt đối với những người tuổi Mão, đó là cái con đường tình duyên nó cũng là một cái nốt trầm buồn trong tháng này. Nhiều cái rạn nứt, nhiều cái mâu thuẫn đang tồn tại trong các mối quan hệ lứa đôi, mà nếu mà cứ tiếp tục làm ngơ ấy, thì mọi chuyện nó sẽ trở nên quá muộn. Những người có đôi có cặp cần phải thẳng thắn đối diện với cái vấn đề trong cái mối quan hệ của mình. Nếu mà còn trân trọng những gì mà mình đang có, thì hai người nên chân thành trò chuyện cùng với nhau, tháo gỡ mọi chuyện. Bởi có những khúc mắc không thể chữa lành hay là phai nhạt theo thời gian được. Nếu mà có bế tắc, các bạn có thể tâm sự với những người thân thiết, đáng tin cậy. Chứ đừng có nghĩ đến cái việc là tìm thú vui bên ngoài. Cũng đừng buông thả bản thân, có quan hệ ngoài luồng với những người khác giới. Bởi cái việc đó sẽ khiến cho các bạn phải hối hận sau này. Với những người còn độc thân thì các bạn có thể đấy, hạ cái tôi của mình xuống. Bởi vì các bạn có vẻ như khá kiêu ngạo nên là khó có thể tìm kiếm được nửa kia trong tương lai. Trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả. Thay vì việc tìm một người đạt được mọi yêu cầu mình, các bạn nên chọn người chân thành với mình nhất. Thưa quý vị, nói chung ấy, tài lộc, sự nghiệp, tình duyên thì đều gặp khó khăn. Nhưng mà những người tuổi Mão, cái sức khỏe trong tháng này nói chung là cũng khá là ổn định. Dù công việc khá căng thẳng, phức tạp nhưng các bạn vẫn không quá bi quan và chán nản. Tinh thần tốt nên là các bạn cũng cảm thấy tràn đầy cái năng lượng và khỏe khoắn hơn. Quý vị hãy dành thời gian để rèn luyện sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đúng giờ, đúng giấc. Dù nhiều rắc rối có xảy ra thì cũng đừng vì thế mà bỏ bữa. Chỉ khi mà các bạn có đủ sức khỏe, các bạn mới có thể đối diện với những cái vấn đề không mong muốn trong cuộc sống. Trong các mối quan hệ thì các bạn hãy hạn chế mâu thuẫn với những người khác, không nên xô xát để tránh bị thương, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ và cái hình ảnh của bản thân quý vị nhé. Và để hóa giải những hung tinh mang lại cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên. Tiếp theo con giáp xui xẻo thứ hai, đó chính là những người tuổi Ngọ. Giống như những người tuổi Mão, những người tuổi Ngọ rơi vào cái bộ tứ hành xung là Tý Ngọ Mão Dậu. Hơn nữa, Ngọ nó lại phá Mão. Vậy nên trong thời gian này, công việc của những người tuổi Ngọ sẽ vướng phải nhiều cái khó khăn, thậm chí là bế tắc trong cái lựa chọn của mình. Các bạn cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện và ứng phó, nếu không rất dễ rơi vào cái cảnh hoang mang, bối rối và không biết giải quyết công việc như thế nào cho đúng. Bên cạnh đó, cái nguyệt lệnh nó cũng không ủng hộ, vậy nên nó cho thấy là các vấn đề xảy ra bất chợt trong công việc đấy, thậm chí là ở những cái việc mà các bạn đã quen tay. Những cái sai sót tưởng chừng như là rất nhỏ nhặt cũng có thể gây ảnh hưởng đến cái kết quả công việc cuối cùng. Đã đến lúc các bạn cần phải bước chậm lại để mà phát hiện và khắc phục những cái vấn đề một cách kịp thời. Đừng nghĩ rằng chỉ là cái vấn đề nhỏ nhỏ mà cho qua nhé. Nếu mà các bạn quá chủ quan thì rất dễ phải hối tiếc về sau. Nếu mà mắc phải những cái sai lầm nào đó trong khoảng thời gian này thì các bạn cũng cần phải dũng cảm đứng ra để nhận lỗi, chứ đừng có than thân trách phận nữa, thậm chí là tìm cách đổ lỗi cho người khác. Chỉ khi các bạn dám đối diện với những cái sai lầm thì các bạn mới có thể tìm được cái hướng để mà sửa chữa và tiến bộ hơn. Tuy nhiên trong thời gian này quý vị cũng được may mắn được cát tinh nó xuất hiện. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu chứng tỏ là đâu đó vẫn còn những cái cơ hội để cho các bạn vươn lên khẳng định cái bản lĩnh của mình. Chỉ cần các bạn làm việc nghiêm túc, tập trung, trách nhiệm thì dù công việc có thành công hay là thất bại thì người khác cũng sẽ không trách móc các bạn được. Hơn nữa, quá trình làm việc ấy cũng có thể giúp cho các bạn lọt vào mắt xanh của quý nhân. Đối phương quý mến sẽ có cách giúp cho các bạn khắc phục được những khó khăn này. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Ngọ nói chung là do công việc nó khó khăn, nó gặp nhiều trở ngại, nên là cái tài chính của những người tuổi Ngọ cũng sẽ dậm chân tại chỗ, thậm chí là bị thụt lùi, tiền mất tật mang và gặp nhiều cái rắc rối bất chợt nó phát sinh khiến cho quý vị phải bỏ tiền túi ra để mà giải quyết. Với những người làm công ăn lương, trong thời gian này các bạn cần phải tập trung nghiêm túc và thận trọng khi mà làm việc để tránh gây ra những lỗi sai không đáng có. Đừng để những lỗi sai của mình gây ảnh hưởng tới tập thể
hoặc là bị trừ lương, hoặc là gì, phải dùng tiền để mà khắc phục cái lỗi lầm. Với người làm kinh tế, có thể các bạn sẽ phải đối diện với nhiều cái sự bon chen, giành giật trong cái thời gian này, khiến cho việc làm ăn nó cũng gì không được suôn sẻ như dự kiến. Hơn nữa, các bạn còn chưa có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, nên là dễ bị những cái yếu tố bên ngoài nó tác động. Đồng tiền chảy vào túi cũng khó khăn hơn nhiều. Những cái lúc thế này thì các bạn cần phải giữ vững cái định hướng của mình. Đừng có nghe lời xúi dục hoặc là bàn ra tán vào của những người ngoài. Tuy nhiên, do có cát tinh nó chiếu mệnh, nên là nếu mà quý vị chịu khó cố gắng, quyết tâm, thì những người tuổi ngọ vẫn có thể tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường hầm. Và quý nhân trong tháng này có thể là bạn bè, có thể là người thân, có thể là gia đình hoặc là những người giàu kinh nghiệm đi trước. Đối phương sẽ đưa cho các bạn những cái lời khuyên hữu ích giúp các bạn tránh được cái đường vòng và hạn chế gây ra những cái tổn thất với những người tuổi ngọ. Thưa quý vị, công việc khó khăn, tiền bạc thì nó cũng túng thiếu. Cái phương diện tình cảm của những người tuổi ngọ trong thời gian này cũng không lấy gì làm tươi sáng. Và các bạn cũng phải đối diện với nhiều cái đổ vỡ, tổn thương và nhiều cái điều không được như ý muốn. Với những người đã có đôi có cặp, hai người thường xuyên tranh cãi vì những cái chuyện nhỏ nhặt. Có vẻ như là cái áp lực ngoài xã hội mà cả hai người phải chịu ấy đã khiến cho hai người không còn đủ kiên nhẫn để mà trò chuyện với nhau. Vì vậy mà dù về nhà thì các bạn cũng cảm thấy vô cùng là mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu mà cứ để tình trạng này nó tiếp diễn, mối quan hệ giữa hai người sẽ dần dần xuất hiện những cái rạn nứt và tạo điều kiện để cho kẻ thứ ba xuất hiện. Nếu mà còn quý trọng những gì mà cả hai người đang có với nhau ấy, thì đôi bên nên tìm cái lúc hai người bình tĩnh để mà trò chuyện với nhau. Đừng quá đề cao cái quan điểm cá nhân, hãy lắng nghe và đặt bản thân vào vị trí của người ấy, thì các bạn mới có thể là suy xét vấn đề được. Với những người còn độc thân, các bạn cũng không có ý muốn yêu đương và cũng không rõ mình muốn một cái người như thế nào, nên là các bạn thường tìm cách từ chối các cuộc gặp gỡ. Do chính các bạn đóng cửa trái tim nên là cái cơ hội tình duyên nó cũng rất thật là thăng trầm. Một cái điều may mắn với những người tuổi ngọ trong thời gian này là cái tình hình sức khỏe không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng. Dù công việc khá mệt mỏi căng thẳng, tuy nhiên ấy, nói như vậy không có nghĩa là các bạn coi thường cái việc giữ gìn sức khỏe của mình. Quý vị hãy xây dựng một cái thời gian biểu khoa học, nghỉ ngơi và làm việc hợp lý. Như vậy thì khi bắt tay vào công việc, các bạn mới có đủ tỉnh táo. Khi gặp rắc rối trong bất cứ vấn đề nào, các bạn cũng cần phải suy nghĩ theo cái hướng tích cực, lạc quan. Đừng quên tâm sự với những người đáng tin cậy để được nhẹ nhõm hơn và được tháo gỡ kịp thời các bạn nhé. Thưa quý vị, nói chung cái vận xui cũng đeo bám những người tuổi ngọ liên miên. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình và hóa giải những xung khắc, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến con giáp xui xẻo thứ ba không ai khác, đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, Tý Ngọ Mão Dậu là cục diện tứ hành xung, cho nó những người tuổi Dậu lại gặp cục diện là tự hình. Vậy nên trong thời gian này con đường sự nghiệp của những người tuổi Dậu gặp nhiều cái sự cản trở, bế tắc và chông gai. Đây là lúc các bạn cần phải thực hiện cái sự là kiên cường và cái bản lĩnh cộng thêm cái suy nghĩ thật là lạc quan lên thì quý vị mới có thể vượt qua được. Cái cục diện tự hình nó cho thấy là trong thời gian này những người tuổi Dậu ấy thì thường xuyên giữ cái tâm trạng buồn, chán nản và bất mãn với lãnh đạo, nhưng lại không dám chia sẻ cùng với những người khác. Những cái suy nghĩ ấy nó tích tụ ngày một nhiều hơn, khiến cho các bạn không còn động lực để mà làm việc nữa. Nói chung ấy, đã đến lúc các bạn cần phải bước chậm và thẳng thắn đối diện với những cái việc mà mình đang làm trong suốt thời gian vừa qua. Khi mà các bạn tìm hiểu được cái ngọn ngành của vấn đề thì mới có định hướng để mà giải quyết và vượt qua được những khó khăn trong thời gian hiện tại. Nếu mà mắc phải những cái sai sót trong công việc, khuyên các bạn nên dũng cảm thừa nhận cái lỗi lầm, chứ đừng có tìm cách lấp liếm vì sợ người khác chê cười. Càng tìm cách trốn tránh, không dám đối diện thì các bạn càng thụt lùi so với những người xung quanh. Lại thêm nữa, cái hung tinh nó chiếu mệnh
nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái vận trình, đến cái kế hoạch của những người tuổi dậu trong thời gian này. Nói chung ấy, quý vị cần phải hết sức thận trọng, nếu không rất dễ gặp phải những sự cố đáng tiếc. Quý vị hãy chuẩn bị thật chu đáo trước mọi chuyến đi, đừng có tham gia vào những cái chuyện bao đồng. Bên cạnh đó, khi đi lại di chuyển thì quý vị cũng không nên tham gia giao thông vào cái tình trạng là cơ thể đang mệt mỏi hoặc là đầu óc thiếu tỉnh táo, để hạn chế những cái nguy cơ có thể xảy ra quý vị nhé. Bên cạnh đó, nói chung ấy, cái công việc nó khó khăn, cái vận trình tài lộc của những người tuổi dậu trong thời gian này nó cũng khá là ảm đạm. Các khoản thu thì không có dấu hiệu gia tăng. Đã vậy, các bạn còn phải tốn nhiều tiền cho các nhu cầu khác của cuộc sống. Những người làm ăn kinh doanh có thể đang mắc phải một cái sai lầm nào đó mà chưa nhận ra. Các bạn nên dành thời gian để mà cân nhắc lại các quyết định của mình. Thấy sai ở đâu thì sửa ở đó. Như vậy thì đồng tiền mới có thể chảy về được. Trong cái quá trình làm ăn buôn bán, khó tránh khỏi những cái lúc mà tranh cãi với khách hàng, với đối tác. Xong, quý vị hãy nhắc nhở mình luôn giữ bình tĩnh, chớ để cho chuyện bé xé ra to. Bởi cái chuyện này nó vừa gây ảnh hưởng đến cái danh tiếng cho các bạn, lại vừa khiến cho khách hàng quay lưng. Thay vào đó, các bạn hãy ngẫm lại những cái nhận xét và đánh giá của mình, của khách hàng. Nếu đúng thì tiếp tục để gì hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Thì ngoài ra các bạn cũng cần phải tự tin hơn về bản thân để có thể nắm bắt những cái cơ hội nó xuất hiện trước mắt. Nếu mà cứ chần chừ do dự, các bạn dễ bỏ lỡ cái thời cơ, đến lúc hối hận thì cũng không kịp nữa. Trong thời gian này, những người làm công ăn lương dễ rơi vào cái tình trạng là dậm chân tại chỗ, nên là tài chính của các bạn cũng khá là ảm đạm. Các bạn cần phải cân nhắc nhiều hơn khi mà làm việc, chớ để mắc những cái sai lầm mà đôi khi lấy tiền túi của mình ra để mà đền bù, để mà sửa chữa. Nói chung ấy, trong tháng 8 âm lịch, dưới tác động của nguyệt lệnh nó xấu, vậy nên là tình hình sức khỏe của những người tuổi dậu cũng sẽ tốn thêm khá nhiều tiền để chữa chạy. Nói chung ấy, dưới cái điều kiện túi tiền nó không dư giả thì các bạn cần phải chi tiêu, tiết kiệm, đề phòng những cái tình huống bất ngờ nó xảy ra. Thưa quý vị, nói chung là công việc thì khó khăn, tình cảm thì bế tắc, tình duyên thì cũng không có cái điểm sáng nào. Trong thời gian này thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi dậu cũng khá là ảm đạm. Con giáp này cần phải xem xét lại cách hành xử, tránh làm tổn thương những cái người gần gũi nhất với mình. Nếu mà đã có đôi có cặp hoặc là đã lập gia đình thì các bạn chớ nên chút những cái áp lực mình phải chịu đựng ở ngoài xã hội lên đầu những người thân. Khi các bạn thường xuyên nóng nảy cáu gắt, cái bầu không khí trong nhà nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, khiến cho mọi người đều cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Thay vào đó, quý vị hãy chia sẻ tâm sự những cái gì mình đang phải chịu với những người thân. Chắc chắn mọi người cũng sẽ rất sẵn lòng lắng nghe và tháo gỡ cho các bạn. Thậm chí dù mọi người không thể giúp các bạn bằng những cái hành động thực tế, thì qua cái quá trình trò chuyện, các bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Những người độc thân trong thời gian này cũng chớ nên đặt ra những cái tiêu chuẩn quá cao cho cái nửa kia trong tương lai của mình. Bởi như vậy thì nhìn ai quý vị cũng cảm thấy không ưng ý. Hãy quan sát hành động của mọi người để nhận ra ai là người chân thành và nghiêm túc. Thử trò chuyện với đối phương, biết đâu các bạn cũng sẽ nhận ra những cái niềm vui thú, cái điểm thú vị của người đó. Thưa quý vị, trong thời gian này tình hình sức khỏe của những người tuổi dậu cũng không được ổn định, chủ yếu là do quý vị chịu tác động của cái nguyệt lệnh nó không ủng hộ. Và có thể các bạn sẽ không mắc phải cái bệnh nào quá nặng, nhưng lại thường xuyên ốm vặt kéo dài. Cái điều này nó khiến cho cái sắc mặt của các bạn cũng không được tốt, và các bạn cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và không muốn làm gì cả. Cái hung tinh cũng kèm theo là cái cục diện lục hại ấy, cái cục diện tự hình ấy, nó cũng cảnh báo những người tuổi dậu cũng nên là cẩn thận nếu mà lao động chân tay hoặc là có kế hoạch đi xa trong thời gian này. Quý vị phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, thận trọng tuân thủ nguyên tắc luật lệ giao thông để tránh những cái sự cố đáng tiếc quý vị nhé. Và để hóa giải những cái xung khắc, gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu. Đó là con giáp xui xẻo thứ 3.
Và cuối cùng con giáp xui xẻo thứ tư trong cái tháng 8 lịch không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Tuất. Thưa quý vị, những người tuổi Tuất trong tháng 8 âm lịch thì luôn bị kẻ xấu rình rập, cần phải cẩn thận chăm bề. Về vận trình sự nghiệp của những người tuổi Tuất trong thời gian này thì rất nhiều cái nguy cơ nó xảy ra do gặp cục diện là Tuất và Dậu nó là lục hại. Vậy nên là trong thời gian này cái con đường sự nghiệp của những người tuổi Tuất đầy rẫy những cái nguy cơ. Vì vậy, các bạn làm gì cũng cần phải cẩn trọng, dựa vào cái sức mình là chính, chớ nên dễ dàng nghe theo những cái lời ngon ngọt của những người khác. Bên cạnh đó, cái cục diện Dậu Tuất lục hại nó cũng cho thấy nhiều người tiếp cận các bạn trong thời gian này với cái mục đích nào đó, đặc biệt là những người làm lãnh đạo, thì cần phải luôn giữ cái đầu óc thật tỉnh táo để mà nhìn rõ trắng đen trong mọi việc. Không nên tin theo những lời xu nịnh của cấp dưới, kẻo lại đưa ra những cái quyết định sai lầm. Nếu mà đang ấp ủ một cái dự định nào đó thì tốt nhất các bạn nên giữ trong lòng và yên lặng mà thực hiện. Không nên vội vàng chia sẻ cho những người khác, nếu không rất dễ bị kẻ xấu ăn cắp ý tưởng và còn tiết lộ những cái thông tin quan trọng nữa. Quý vị hãy thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Bởi khi mà cái lợi ích nó xuất hiện, một vài người bạn tưởng chừng thân thiết có thể sẵn sàng quay lưng phản bội. Các bạn không có lòng hãm hại những người khác nhưng cũng cần phải đề phòng mọi người. Tuy nhiên cái vận trình của các bạn vẫn sẽ xuất hiện một vài cái điểm sáng do được cục diện tam hội là Thân Dậu Tuất nó hỗ trợ. Chỉ cần các bạn nghiêm túc tập trung vào công việc, không hoang mang khoác lác hoặc là không tin người thái quá thì vận trình nhìn chung là cũng khá là bình ổn. Các bạn vẫn có cái cơ hội để gặp gỡ quý nhân và cũng được giúp đỡ ít nhiều. Bên cạnh đó, cái tình hình tài chính của những người tuổi Tuất nói chung ấy, nó cũng có nhiều cái dấu hiệu trì trệ do cục diện là Dậu Tuất lục hại nó mang lại, khiến cho những người tuổi Tuất phải đối diện với nhiều cái khó khăn và nhiều cái thử thách. Có thể các kế hoạch trước đó buộc phải chững lại do một vài cái yếu tố khách quan hoặc là chủ quan. Nói chung thời điểm này do cái cục diện tương hại nó chiếu mệnh nên là các bạn cần phải tranh thủ, và trong cuộc sống của các bạn ấy, gặp nhiều cái sự cạnh tranh khá gay gắt từ đối thủ và từ cái chính bản thân mình. Có thể đối phương sẽ nghĩ ra nhiều cái cách để mà cản trở công việc làm ăn của các bạn. Vì thế các bạn cần phải tỉnh táo và bình tĩnh, không nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Đồng thời hãy tìm ra các phương án giải quyết các tình huống một cách phù hợp nhất. Nếu mà có ý định hợp tác hoặc là đầu tư ở đâu đó, các bạn cũng không nên đưa ra những cái quyết định quá mức là chóng vánh. Bản mệnh cần phải có thêm thời gian để kiểm chứng các nguồn thông tin, nắm rõ các tình hình thực tế cũng như là tìm hiểu kỹ hơn về những người sẽ hợp tác với mình. Khi mà có người muốn vay tiền, các bạn cũng cần phải hiểu rõ đối phương có đáng tin cậy hay không. Với những người đã lâu không liên hệ, tốt nhất là các bạn nên tìm cách từ chối khéo. Nếu không ấy, thì một khi mà tiền đã ra khỏi túi rồi thì khó có thể đòi lại được. Thưa quý vị, nói chung ấy, cái tháng 8 lịch thì cái túi tiền của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng không được dùng gì như ý muốn. Con giáp này cần phải cẩn trọng trong công việc để không mắc những cái sai lầm mà phải dùng tiền túi của mình ra để mà đền bù thiệt hại. Thưa quý vị, nói chung ấy, trái ngược với cái vận trình tài lộc và sự nghiệp nó ảm đạm, cái phương diện tình duyên của những người tuổi Tuất trong thời gian này lại có nhiều cái điểm sáng bất ngờ. Các bạn có thể thoải mái tận hưởng cái hạnh phúc và cái tình yêu nó mang lại. Rất nhiều cát tinh đào hoa nó chiếu mệnh, vậy nên nó cho thấy thời điểm này các bạn dễ lọt vào mắt xanh của người khác giới. Có nhiều người sẽ chủ động tiến tới làm quen, xong các bạn cần phải tỉnh táo để tìm ra những người chân thành với mình nhất. Một vài người có thể sẽ nhận ra ai là người luôn thầm lặng quan tâm đến mình, chăm sóc cổ vũ cho mình. Nếu mà các bạn cảm động vì cái sự chân thành của đối phương thì hãy cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu nhau, biết đâu các bạn sẽ nhận được rất nhiều điểm tốt của đối phương đấy. Còn với những người đã có đôi có cặp, các bạn cũng luôn nhận được cái sự thấu hiểu để mà cổ vũ bản thân ở bên người nhà, khiến cho các bạn cảm thấy là yên tâm và có thêm động lực để đối diện với những cái khó khăn không như mong muốn. Các bạn cũng sẽ rất tỉnh táo trong các mối quan hệ và chủ động giữ khoảng cách với những người có ý định tiếp cận mình. Các bạn không muốn mình bị lợi dụng, rơi vào cái cảnh là tình ngay lý gian, khiến cho gì những người thân bị tổn thương, đúng không ạ? Nói chung ấy, ngoài cái tình duyên thì cái sức khỏe của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng khá là ổn định. Mặc dù là các bạn phải đối diện với khá nhiều cái khó khăn, trắc trở, cũng vì thế mà các bạn cũng có đủ sức để vượt qua những khó khăn đó. Hãy dành thời gian để rèn luyện thể dục thể thao hoặc là tản bộ, hít thở cái bầu không khí trong lành.
Như vậy thì các bạn sẽ thấy là gì? Cơ thể mình đã được khỏe mạnh hơn, tinh thần cũng sẽ được nhẹ nhõm hơn, không bị vướng vào những cái rắc rối, suy nghĩ tiêu cực hay là bi quan. Dù công việc có bận rộn đến mấy thì các bạn cũng đừng quên sinh hoạt điều độ, hạn chế ăn uống những đồ cay nóng hoặc là những đồ nhiều dầu mỡ. Khi mà các bạn sống khoa học rồi thì sẽ có đủ sức khỏe để bắt tay vào mọi việc. Và trong thời gian này, để hóa giải những vận xui mang lại cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 con giáp xui xẻo nhất trong cái tháng 8 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.